Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Đầu tiên là về tướng thì tựa game này nó cũng có đầy đủ những cái nhân vật nổi tiếng, ví dụ như là Lữ Bố, Na Cha, Trương Phi, Hồng Hài Nhi, Quan Vũ, đấy, các kiểu con là điều đầy đủ hết anh em nhé. Và trong phần hệ thống tướng này thì nó chia ra làm 5 phe. Đầu tiên là Xích Viêm này, Thương Mộc này, Bích Thủy này, Đan Dương và Huyền Ảnh. Thì anh em có thể gọi một cách đơn giản là Hỏa, Mộc, Thủy, Sáng và Tối. Thì ba cái hệ thường là Hỏa, Mộc, Thủy nó sẽ khắc chế nhau theo kiểu tương quan ngũ hành ấy. Hỏa nó sẽ khắc Mộc, Mộc khắc Thủy và Thủy sẽ khắc lại Hỏa. Còn đâu hai cái hệ Sáng Tối này thì nó khắc chế lẫn nhau. Thì khắc chế nhau nó có hiệu quả gì? Ví dụ như là em tướng ở hệ Hỏa đánh một em tướng ở hệ Mộc thì hệ Hỏa nó sẽ gây ra là 20% sát thương, còn hệ Mộc sẽ bị giảm đi 20% sát thương. Việc nâng bậc tướng ở trong này ấy, thì nó sẽ cần những cái phôi ở cùng một phe. Thế cho nên là ở giai đoạn đầu chúng ta chỉ nên build gọi là 3 em tướng ở những cái phe thường thôi. Và mỗi một phe thì chúng ta nên lựa chọn một em để build nhá. Anh em có thể nhìn thấy ba cái phần biểu tượng ở đây đúng không? Thì cái này là tướng tấn công, cái này là tướng phòng ngự, còn đây là tướng hỗ trợ anh em nhá. Thì anh em lựa chọn mỗi một phe. Đây này, Hỏa, Mộc, Thủy thì một con tướng công, một con tướng phòng ngự và một con tướng hỗ trợ. Mình lấy ví dụ nếu như ở phe Hỏa anh em đã lựa chọn Hồng Hài Nhi làm tướng tấn công rồi, thì ở cái tướng phòng ngự anh em lựa chọn một phe khác, ví dụ như là chọn phe Mộc đi, còn tướng hỗ trợ thì anh em lại chọn phe Thủy. Ở giai đoạn đầu sau khi mà chúng ta nhập cốt xong á, thì sẽ được tặng thêm một vị tướng cam, bên cạnh đó là cũng sẽ có thêm kha khá cái vé chiêu mộ. Thì chúng ta vào trong cái phần chiêu hiền quán này để có thể là chiêu mộ x10 hết đi nha. Khi mà chúng ta chiêu mộ xong mà bị thiếu á, thì chúng ta vào trong chợ mua thêm hai cái phần này cho mình, bởi vì nó sẽ được giảm giá anh em nhé. Đấy, cái này đâu đó 8 vé thì chỉ mất có 800 cái ngọc thôi, còn cái này 2 vé chỉ mất có 150. Trong khi đó nếu như chúng ta mua ở trong phần chiêu hiền quán mà không đủ nha, đây anh em ấn vào phát thì sẽ biết luôn là 10 vé trong này nó tốn tận 1350, tức là với tương đương 8 vé nó rơi đâu đó là 1000 cái ngọc này. Và anh em nhìn thấy ở đây là 150, ở trong chợ chúng ta mua được 2 vé thì ở đây chỉ mua được 1 vé mà thôi. Và mặc dù là một đội hình chúng ta có thể ra trận được 6 vị tướng, tuy nhiên ở giai đoạn đầu thì anh em chỉ nên build 3 tướng mà thôi, một tướng tấn công, một tướng phòng thủ và một tướng hỗ trợ đi vượt ải. Do là nếu như anh em nào mà không có điều kiện nào thì sẽ rất là khó khăn trong cái việc build tướng cũng như là kiếm tài nguyên. Thế thành ra là chỉ build 3 em là ok nhá. Còn một số những cái vị tướng mà anh em có thể tập trung vào để build cho nó mạnh mẽ thì đây anh em ơi, nếu như anh em có được vị tướng Dương Tiễn làm tấn công thì nó sẽ rất là ngon lành cành đào. Do là cái kỹ năng của em nó thì có thể là công 3 cái địch thủ thấp nhất này, và có thêm cái hiệu ứng là bạo kích nữa, thì rất chi là tuyệt vời để đi clear ải ở giai đoạn đầu nó nhanh. Còn về tướng hỗ trợ thì anh em có thể nghiên cứu cái tướng Điêu Thuyền, vì em này có cái khả năng búp công, thì búp thêm cho Dương Tiễn đánh thì rất chi là ok là. Còn vị tướng tanker thì anh em lựa chọn thêm một vị tướng ở bên phe Mộc này nữa là được. Thực ra thì mấy cái vị tướng tanker ở phe Mộc này nó cũng hơi cùi bắp anh em ạ. Thực ra lý thuyết là như vậy, nhưng mà nó còn liên quan đến cái việc anh em đi chiêu mộ ở trong này nữa. Nếu như mà anh em đen không ra mấy vị tướng đó thì bắt buộc là anh em lựa chọn một con đam chính nào mà ra nhiều ấy, thì chúng ta cứ build vào đấy là được. Đấy, đi giai đoạn đầu game cho nó dễ. Chứ còn nó mà ra nhiều tanker quá à, thôi tốt nhất anh em nên nhảy server sang một server khác, tạo tài khoản mới. Để mà chơi giai đoạn đầu đỡ khổ thì ít nhất là trong tài khoản của anh em là nó phải có được hai vị tướng gọi là cùng nhau giống nhau nhá. Ron ra hai vị tướng, ví dụ như Hồng Hải Nhi, hai vị tướng Hồng Hải Nhi chẳng hạn. Đấy, mình đang lấy ví dụ em Hồng Hải Nhi nhá, để có thể là đột phá được lên, sau đó nâng cấp tiếp. Thì lúc đấy là chúng ta mới đi vượt ải ngon lành cành đào được. Còn ở trong giao diện vượt ải thì mình sẽ đi đánh luôn cho anh em xem nhá. Gameplay nó kiểu như thế này đây. Đây là mình đang khiêu chiến với con boss này anh em này. Để đồ họa ở đây thì mình thấy nó cũng là lạ ngộ ngộ anh em ơi. Nó cũng không quá chi tiết nhưng mà trông cũng hay hay. Nó chỉ 2D thôi. Mình thấy là chơi ở trên điện thoại thì nó không bằng chơi ở trên PC nhá. Chơi trên PC thì nhìn nó có vẻ là nét cũng như là nó dễ nhìn hơn. Trên điện thoại nó hơi bị mờ ảo anh em ơi. Đặc biệt là mấy cái phông chữ này. Đấy, mình rất để ý cái phông chữ này, nó cứ bị béo béo ấy. Chơi trên điện thoại thì nó cứ bị dính vào nhau, nhìn trông tức mắt thực sự luôn anh em ạ. Giá như những cái nét chữ đấy nó nhỏ nhỏ thanh thoát hơn một tí thì có vẻ như là đỡ bực mình hơn anh em ơi. Đó là cái chiêu mộ thì anh em đừng bỏ qua cái phần lễ hội server mới nhá. Bởi vì là ở ngày đầu tiên ấy, nếu như chúng ta chiêu mộ thì nó sẽ hoàn trả cho mình, cứ chiêu mộ x10 lần thôi là nó sẽ hoàn trả lại cho mình là 5 cái thẻ chiêu hiền. Thế thành ra là chúng ta chỉ tốn có 5 vé để chiêu mộ được 10 em đúng không? Đấy, bây giờ mình lại chiêu mộ tiếp cho anh em xem này. Ở trong này thì tỷ lệ chiêu mộ thì hên xui. Có lần thì nó ra luôn một vị tướng. Đấy,
cam luôn. Nhưng mà có những lần thì chúng ta lại không ra vị tướng cam nào. Nó ảo ma Canada thế. Tất nhiên là cũng sẽ có những lần là chúng ta sẽ ra tận 2 vị tướng cam. Đấy. Đặc biệt như lần này mình chiêu hộ 1 vị tướng cam và 1, 2, 3, 4, 5 vị tướng tím luôn này anh em này. Ảo chưa? Tướng ở trong này nâng cấp thì mình thấy có nâng cấp level này, nâng cấp bậc này, nâng cấp kỹ năng với cả trang bị thôi. Cũng chưa có cái tính năng gọi là kích duyên anh em nhé. Qua nạp đầu thì chúng ta sẽ có được một vị tướng lưu bố, nhưng mà mình thì cũng chưa sở hữu được em này nên là cũng không biết nó mạnh yếu như thế nào. Thế thành ra là anh em là có điều kiện thì nạp, không thì thôi nha. Đây là cái linh thú phường. Thì cái này khi ra trận chúng ta sẽ gắn được một con linh thú. Mỗi con linh thú thì có skill riêng. Đấy, anh em có thể click vào xem là thông tin về linh thú này, kỹ năng của nó ra làm sao. Tất nhiên là càng con linh thú sau thì sức sát thương của nó gây ra càng khủng, hiệu ứng gây ra càng có lợi trong giao tranh. Thế đây, khi mà đi chiến dịch cái khiêu chiến thì anh em có thể nhìn thấy con linh thú nó ở góc bên này nhá. Và trong này thì anh em có thể xem được là bên kia nó xài những vị tướng ở phe nào. Về cơ bản thì lối chơi ở game này khá là đơn giản. Anh em chủ yếu là gacha có may mắn hay không thôi. Còn đi vượt ải thì chúng ta cũng sẽ nhận được những mảnh tướng kiểu như vậy nha. Thì quan trọng là chúng ta phải roll ra nhiều được vị tướng trùng nhau, sau đó nâng cấp lên thì mới nâng cấp được level. Thế thành ra là cái việc kiếm cái vé để trong phần chiêu mộ quán này nó cực kỳ quan trọng. Nhưng mà đừng vì thế anh em lại dùng hết ngọc ở đây để chiêu mộ chay là ối dồi ôi đấy. Chúng ta phải tích cực chăm chỉ đi chiến dịch là được anh em nhá. Và chỉ cần follow theo mấy cái nhiệm vụ ở đây là ok thôi. Nhiệm vụ chính, nhiệm vụ tuần, nhiệm vụ ngày là chúng ta sẽ có thêm tài nguyên thôi. Và ở trong cái phần cài lại này thì anh em có thể nhìn thấy là tách tướng thì nhận lại đan XP, đan nâng bậc và nguyên liệu khác. Chỉ có thể cài lại tướng trên level 1 thôi. Sau khi cài lại thì về level 1, cài lại thì sẽ hoàn trả lại toàn bộ nguyên liệu này. Khi cài lại sẽ gỡ toàn bộ trang bị tướng và hoàn nguyên liệu nâng cấp đã tiêu hao. Tướng nâng bậc thì không thể cài lại anh em nhé. Tức là trong cái phần tướng này anh em này, nếu như anh em đã nâng bậc em Hồng Hoài Nhi này lên một bậc rồi, đây bên này này. Đấy, nâng lên gọi là bậc 1 sao đỏ rồi ấy, thì khi anh em ấn cài lại nó vẫn là 1 sao đỏ, nó chỉ trả về level 1 thôi chứ nó không trả cho anh em cái nguyên liệu để anh em nâng bậc lên đâu. Ví dụ như thế này đi. Đấy, thêm một vị tướng nữa vào đây. Thì mình sẽ nâng bậc lên cho anh em xem nhá. Ok, mình ấn nâng bậc này. Rồi, lên 1 sao đỏ rồi đúng không? Thì bây giờ khi mà mình nâng cấp lên nhá, nâng cấp thêm level cái đã. Đấy. Và mình sẽ quay trở lại thành chính này. Bỏ cái này đi nhìn cho nó dễ nhìn. Vào phần luân hồi các, mình sẽ chọn cài lại, chọn em này, ấn cài lại. Ok. Thì nó sẽ chỉ trả lại cho chúng ta nguyên liệu mà nâng cấp như là nâng cấp kỹ năng thôi. Còn lại thì bậc cái con đấy nó vẫn vậy. Anh em có thể nhìn thấy này, nó vẫn là 1 sao đỏ. Đấy, nó là như vậy anh em nhá. Thì anh em lưu ý cân nhắc cái phần này. Nhìn chung là cái lối chơi của tựa game này khá đơn giản thôi, không có gì nhiều anh em ạ. Anh em chỉ cần nắm bắt được một số những cái lưu ý quan trọng như vậy là được rồi. Còn để mà mạnh mẽ được thì lại còn phải phụ thuộc vào quốc ATM của anh em nữa nhá. Còn video này của mình đến đây là hết rồi. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới về tựa game mình nha.